Thưa quý vị, ngày 18 tháng 5, các cơ quan chức năng Việt Nam, đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, hãng hàng không quốc gia Việt Nam và các cơ quan chức năng nước bạn đã phối hợp thực hiện chuyến bay chở gần 300 công dân Việt Nam từ Thái Lan về nước hạ cánh an toàn tại Việt Nam. Đây là những công dân có hoàn cảnh khó khăn bao gồm thanh thiếu niên dưới 18 tuổi, sinh viên không có nơi cư trú, người cao tuổi, người có tiểu sử bệnh lý nền, người lao động hết hợp đồng, người đang điều trị bệnh tại Thái Lan, thăm thân, du lịch bị kẹt tại nước bạn nhưng chưa về nước do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã cử cán bộ trực tiếp phối hợp với hãng hàng không, hỗ trợ công dân hoàn tất các thủ tục cần thiết trước khi lên máy bay. Chuyến bay được đảm bảo chặt chẽ về an ninh, an toàn, các quy định về phòng chống dịch bệnh và vệ sinh dịch tế. Sau khi hạ cánh, những người tham gia chuyến bay đều được kiểm tra y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định trong thời gian tới trên cơ sở diễn biến dịch bệnh trong nước và quốc tế nguyện vọng về nước của công dân và năng lực cách ly tại các địa phương các cơ quan chức năng việt nam và cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoài và các hãng hàng không trong nước sẽ tiếp tục thực hiện các chuyến bay đưa công dân về nước